Thái Trinh với Hà Trinh, Song Trinh. À, nãy anh thấy Trinh có vẻ thoáng buồn khi mà nghe cái nhạc của Thái Trinh, không biết là bạn có cảm xúc gì khi nhận cái nhạc. À, đúng là anh rất là tinh tế khi mà nhận ra cái điều đó. À, Trinh đồng hành với Thái Trinh cũng rất là lâu rồi, từ những cái ngày hai đứa chưa là ai hết, chưa đi làm nghề, chưa dẫn chương trình, cũng chưa hát như được mọi người yêu mến. À, cô bé thì ngày xưa Trinh gặp 18 tuổi là cái người ngây thơ như một chú chim họa mi, ngồi trong một cái quán acoustic và cầm cây đàn hát. Bây giờ thì Thái Trinh đã trưởng thành hơn rất nhiều, và mười mấy năm gặp lại thì cô ấy vẫn có những cái trái tim mãnh liệt như vậy. Nhưng chỉ tiếc là cái con đường của Thái Trinh đó, sau mười mấy năm vẫn quá nhiều thăng trầm. À, và đến bây giờ thì Thái Trinh mới thật sự có một cái MV được gọi là đầu tư tâm huyết, rút hết tất cả những ruột gan của mình để kể. Và xui dù sao, không biết là chắc là may á, là trúng vô cái ngày mà mưa bão ở Đà Lạt, nên là không thể hoãn được cái ngày quay, mọi người phải đổi kịch bản lại hết. Chứ Trinh suy nghĩ là sao em Trinh cứ phải gặp nhiều cái trúc trắc như vậy, cái chuyện tình cảm không có suôn sẻ, rồi đi quay cũng có vấn đề. Và hy vọng là trong ngày hôm nay á, là với những cái sự chuẩn bị của một cô gái nhạy cảm như vậy, thì sản phẩm này nghe rất là bắt tai và nó gợi ra tiềm thức rất là nhiều về những cái nỗi buồn. Và Trinh, lúc mà trước khi anh đến anh hỏi Trinh, thì Trinh cũng nhìn ra ngoài và Trinh thấy ở ngoài rất là đẹp, cuộc sống vẫn đang trôi, và ngoài kia cũng chẳng ai quan tâm là mình có buồn hay không ở trong lòng. Người ta vẫn đi làm, người ta vẫn sẽ có những cái công trình được xây lên, cái cây nó vẫn mọc, mà chúng ta thì vẫn ôm những cái nỗi tâm tư của riêng mình. Và liệu đến bao giờ thì những cái tâm tư này của Thái Trinh cũng như là của tất cả những người phụ nữ rất là nhạy cảm sẽ được xoa dịu. Và Trinh rất là mong sau những cái chuỗi bài hát này, nó rất là hay, nó rất là deep, rất là buồn, rất là sâu sắc. Và Trinh cũng mong rằng là những dự án như thế này sẽ xoa dịu được Thái Trinh. Và khao khát hơn nữa là sau này tâm trạng của Thái Trinh sẽ được cởi mở, vui vẻ hơn nữa. Và có những ca khúc sẽ có nhiều những cái năng lượng mà nó lạc quan hơn, nó không còn ôm những cái nỗi kết về nỗi buồn ở trong lòng nữa. Và rất là mong sự có mặt của Hà Trinh ngày hôm nay để mà cùng chia sẻ với các anh chị nhà báo, đặt câu hỏi với Thái Trinh sẽ giúp bạn ấy gỡ được những cái nút thắt gì mà mình còn nặng lòng ấy. Chuyện gì không vui trong năm 2019 mình bỏ qua đi, coi như bài hát này kết lại 2019, gửi cho những cô gái giống mình. Nhưng mà 2020 á, cái năm rất là tròn, cái năm rất là đẹp, sẽ có những cái thành công, những cái dự án, những cái phim hay và những cái năng lượng mới, những cái job mới đến với Thái Trinh, giúp cho tinh thần của em ấy thoải mái. Và nhiều những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho tất cả mọi người trong năm 2020 nữa ạ. À, cảm ơn. Cũng là một người phụ nữ và cũng dạ, rất là nhạy cảm khi mà nghe những cái sản phẩm âm nhạc á, thì Trinh nãy anh thấy Trinh ngồi nghe ca khúc đó, thì cái cảm xúc của mình nó sâu một tí đi về cái chia sẻ. Nếu mà cũng là một người phụ nữ và cũng được để quay những cái sóng gió, biết được cái cuộc sống của Trinh đó, của Thái Trinh nè, thì Trinh có một cái lời để làm cho những người ai không? Trinh xem MV, Trinh chưa có coi trọn vẹn, Trinh đến trễ nên chỉ xem được một ít. Trinh thấy cảnh Thái Trinh liếc mắt nhìn Chris Phan là một người bạn ở trong Friend John. Trinh thấy cảnh một cô gái khác đứng cạnh Samuel An để tượng trưng cho một mối tình đã cũ mà anh ta cũng không quá thật thà để nói rằng là tôi đã có hai người trong một trái tim mình. Trong tình yêu không ai được gọi là gian dối, cũng chẳng ai là một người thứ ba nếu như thật sự cái tình yêu đó không dành cho chúng ta. Và xem mình thấy buồn là bởi vì phụ nữ luôn bị ám ảnh ở cái kiểu là người phản bội luôn là người đàn ông, mà mình không nghĩ thật ra lỗi là ở cả hai. Khi mà chúng ta không thật sự thuộc về nhau, mà chúng ta phải luôn luôn tìm điểm tựa ở một nơi khác bình yên hơn, mà chúng ta cũng phải nhảy cấp từ cuộc tình này sang cuộc khác, mất rất nhiều tiền và thời gian. Đàn ông hay phụ nữ khi mà rời khỏi một cuộc tình họ cũng rất là mất mát. Và Trinh chợt nghĩ là với cái tư tưởng là chúng ta rời đi mạnh mẽ hơn và chúng ta hạnh phúc hơn, để cho người ta phải tiếc nuối, nó không còn hợp thời nữa. Mà Trinh ước rằng là chúng ta rời đi, chúng ta mạnh mẽ, chúng ta thành công hơn, để sau này chúng ta quay trở lại những cái thời đã cũ đó, cái người đã cũ đó, chúng ta có thể giúp đỡ họ thoát khỏi con người tồi tệ mà họ đã từng. Chúng ta có thể giúp cho họ thành một người bạn tốt hơn, một phiên bản tốt hơn, thay vì là chết mày chưa, cho mày chừa, xin mày bỏ tao này nọ các kiểu. Thì Trinh thấy hơi buồn cho chúng ta vì chúng ta luôn mắc kẹt trong cái hộp là trả thù của chính mình. Mình mạnh mẽ không phải để trả thù, mình mạnh mẽ, mình vui vẻ để mà mình lan truyền cái sự tích cực đó cho họ, để họ thấy là họ cũng xứng đáng một cuộc sống vui nếu họ đừng có phản bội nữa. Họ cũng xứng đáng cuộc sống thoải mái, hạnh phúc như mình nếu họ sống ổn định hơn với cảm xúc của họ trung thành hơn với cuộc tình của họ. Và đừng có trả thù ai hết, mà mình hãy mang lại hạnh phúc cho mình và cho họ. Đó là một cái tình yêu mới. Mình nên có lối thoát cho nhau. Dạ. Yêu ai cũng được, miễn sao họ vui được rồi.
mình cũng vậy, mà mình không còn quan tâm đến cái chuyện đó là ảnh hưởng tới trái tim mình bao nhiêu nữa. Vì vốn dĩ là ngày hôm nay là một ngày buồn, giống như là làm báo vừa mất đi một người. Mình cứ bị mắc kẹt trước những cái chuyện vòng xoay của yêu đương, sở hữu hay không sở hữu, mà mình quên rằng là có nhiều thứ quý giá hơn trong cuộc sống này, như những người bạn của mình đang sống mà mình đã quên hỏi thăm họ đến khi họ mất rồi. Hay là cuộc sống ngoài kia nó vẫn còn đang có nhiều thứ mình dang dở mình chưa có làm được, nhiều cái định mệnh mình chưa có thể được thực hiện, nhiều cái nơi chưa đi, ba mẹ mình cũng chưa chăm sóc xong. Thì nếu mà mắc kẹt trong những cái mối tình như vậy, mình không còn đủ thời gian và năng lượng để chăm sóc những người còn lại, để chăm sóc sức khỏe của bản thân mình. Nên yêu đương là một điều tuyệt vời, nhưng nếu tình yêu đó mang lại sinh lực cho mình sống tiếp, còn nếu mà mình cảm thấy quá mệt mỏi rồi thì mình dành thời gian cho chuyện khác. Dạ. Ok. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn.